Cú chất lượng giá rẻ Taco HD 500. Và xin chào tất cả quý bạn và tôi đứng gửi ô tô nhá. Và hôm nay em sẽ quay báo giá cho các bác một em sản phẩm HD 5 tấn mới về salon gần ô tô. Thì gần đây rất nhiều bác điện về số điện thoại bên em để nhờ tư vấn, nhờ tìm hộ cái dòng HD 5 tấn giá vừa phải, hợp lý. Thì hôm nay em sẽ báo giá cho các bác một em sản phẩm mới cập bến, đó là một em Taco HD 500 màu trắng các bác nhá. Xe đẹp luôn, cam kết không đâm đụng ngập nước các bác nhá. Đây thì em này em HD 500 màu trắng đời 2016 đăng ký 2017. Và em sẽ báo giá luôn cho bác, em này đang có giá là 520 triệu nhá. Giá cả còn lộc lá, bác nào có thiện chí có thể xuống trực tiếp xem xe tại Từ Hồ Yên Mỹ Hưng Yên nhá. Đây, đầu tiên về phần nội thất bên trong thì các bác có thể thấy nội thất của em này vẫn còn rất là đẹp và sáng nhá. Từ những cái phần trần này rất là sạch sẽ, không hề bị ố hay bị bẩn gì nhá. Chủ xe rất là giữ đấy. Tất cả phần ghế là còn nguyên bản này, chưa hề bọc lót gì, rất là đẹp các bác nhá. Từ những cái phần điều hòa đây vẫn còn rất là sạch sẽ luôn. Táp lô này rất là chắc chắn này. Điều hòa vẫn là mát lạnh các bác nhá. Táp lô, táp bi là vẫn rất là chắc chắn. Đẹp. Rất là chắc chắn này, không hề bả mát tít các bác nhá. Xe thì cam kết cho các bác là không đâm đụng. Giấy tờ thủ tục đầy đủ. Đây. Lốp lắp. Em này lốp thì nó còn độ 70% thôi các bác nhá. Nhưng mà được cái tám dài. 88 là 18 thôi. Tám vẫn còn đến tận 2021 các bác nhá. Em này rất là đẹp luôn. Đây, cho bác xem phần chassis này. Đấy, em này về là bày luôn, không làm gì các bác nhá. Các bác có thể thấy những cái phần chassis đó còn nguyên bản hết đây này. Đấy. Phần chassis còn nguyên bản hết nhá. Không hề bảo là tít, không gãy đạp gì đâu. Các bác vẫn cõng hàng thoải mái luôn. Nói chung dòng HD 5 tấn này cõng hàng thì các bác yên tâm rồi. HD tất nhiên là phải chất lượng hơn những cái dòng Olin rất là nhiều. Đấy, sàn xiếc rất là phẳng các bác nhá. Sàn em này chạy cũng vẫn còn tương đối ổn các bác nhá. Sàn cũng là rất là đẹp. Đấy, tất cả phần gầm bệ. Đấy, bác nào có thiện chí mà thấy nó hợp với việc của mình, phù hợp với công việc của mình có thể alo cho em nhá. Em sẽ tư vấn và giúp các bác chọn đến những sản phẩm xe thành phố tốt nhất đang có mặt tại salon gần ô tô. Đấy. Thùng bệ thì con là em thích đóng là đóng cho thùng Hưng Yên đẹp ngất ngây luôn cơ nhá. Thùng bệ nói chung các bác không phải bàn đâu. Có trọng là cabin máy móc thì cabin thì đã cam kết cho bác là không đâm đụng, không lỗi. Còn máy móc thì nguyên zin, nguyên bản. Nên nói thật với các bác là những sản phẩm bên em toàn là sản phẩm chất, sản phẩm đẹp thôi. Các bác không phải lăn tăn bàn gì về nhiều về chất lượng đâu. Đây. Đây là phần sàn em nói các bác nhá. Đã lót sàn inox hết rồi. Về là các bác chỉ chạy thôi. Thùng bệ chắc chắn đẹp, các bác có thể thấy hai bên thành này, đây là ốp lốc này. Rồi những cái phần xương thành thùng nó còn rất là mới và đẹp mà. Em này về các bác chạy hàng thì thôi phải nghĩ luôn các bác nhá. Đấy. Một sản phẩm siêu đẹp, siêu chất đang có mặt tại salon Giọt Auto. Và sẽ có những ưu đãi cho bác nào mà đặt hàng ngay hôm nay nhá. Xe không có gì để bàn nhiều. Quan trọng các bác chí xuống đây thăm xe trực tiếp để tham khảo về giá các bác nhá. Xe rất là đẹp luôn, pin hết các bác nhá.
và em sẽ báo giá lại cho các bác nha. Em này là em Taco HD 500 đời 2016 đăng ký 2017, điều hòa sàn đầy đủ, đang có giá là 520 triệu, xe đẹp, cam kết không đâm đụng ngập nước, nguyên zin các bác nha. Bác nào mà thấy nó hợp với công việc của mình có thể alo cho em ngay để nhận được những mức giá ưu đãi chưa từng có các bác nha. Và nếu các bác nào mà thấy hay, hãy đừng quên nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào nút like, hoặc có thể để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận để em hoàn thiện hơn các bác nha. Chúc các bác làm việc vui vẻ và hiệu quả. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.